Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiết độ chương trình video hôm nay một số mã hàng mới bên em, hàng vừa về cập biến này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa hè rồi. Đấy, về được cái ít kia mã quạt 12V quạt tẩu dành cho xe ô tô này, hoặc là bác nào mà có ắc quy xài điện 12V cũng có thể xài luôn này, rất ok. Đấy, trong những cái trường hợp mà mùa hè mất điện dùng cái này rất ok. Cái này thì năm ngoái em bán khá nhiều. Đấy, năm nay bắt đầu thì lại vào mùa nóng thì bắt đầu lại có này. Rồi là có cái dòng chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, mùa nóng cũng đến rồi. Và cái dòng chăn này rất hiệu quả vào mùa hè luôn. Các bác đắp cực kỳ mát luôn nhá. Đấy, đắp chăn nhưng mà rất là mát luôn nhá. Dùng rất thích. Đấy. Nó dạng chăn mỏng chuyên dùng cho mùa hè nhá, rất mát. Và một số cái mã hàng bên em đang phân phối nhá. Đấy, để bác nào có nhu cầu về những cái mã hàng bên em thì cũng vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại hiện tại em đang để trực tiếp hai số ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em, khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Nhớ cho em là các bác cứ mua hóa đơn từ 200 trở lên là sẽ được miễn phí vận chuyển nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Hãy xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship nhá, giao hàng toàn quốc luôn. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng quạt 12V này. Cái này thì em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu các bác hay dùng xe ô tô ấy. Thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay. Nó là dòng quạt đôi quá. Đấy, quạt hai quạt luôn. Quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này. Rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô. Đấy, ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy. Đấy, hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây. Nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy, bẻ về đằng sau này. Bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy, các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy, và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy, cấp độ 1 này. Đấy, số 1 và số 2 nhá, và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 cho em nhé. Đấy, hàng của nó thì sẽ là hàng hai quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy, cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không chổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy, dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy, cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy, thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm cho em. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó hiểu là cái tẩu chiêu tô ấy, các bác cắm trực tiếp vào đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn, mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà nó động cơ không chổi than, nó chạy rất khỏe và rất là êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này. Đấy, nó phà mát dã man luôn. Đấy. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy. Đấy, các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này. Rồi là trong trường hợp mà mất điện, mất đóm các thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho em cái quạt này về, còn cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà các nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái, thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây. Sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy nhà mình.
Đó, bật quạt. Thế là quạt chạy có thế thôi, quạt chạy cứ phà phà, rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó mới hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ, vì cái nó là cái động cơ không thể than, nó êm các bạn, nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm rất mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm, một cái quạt tẩu 12V như này là 120 ngàn một cái nhá, 120 ngàn một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi, dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi, thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này, thì cái đầu tẩu cái này là 40 ngàn thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120 ngàn một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V xem là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em về tiếp tục cho các bác cái lô chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác mà những cái bác mua trong năm chắc có biết cái dòng chăn này rồi. Đấy, nó là dòng chăn đũi nhá, hữu cơ, và nó thành phần chính là từ sơ đậu nành thôi nhá. Đấy, và em báo giá luôn 150 ngàn một cái nhá, và kích thước của nó sẽ là 2m nhân với 2m3. Cái này thì các bác đắp nhà đông người 2-3 người cho em thoải mái luôn, chăn rất to nhá. Và đặc biệt là cái chất liệu nó từ chất liệu đũi các bạn. Đấy, từ chất liệu đũi các bác nghe, từ đũi là các bác biết rồi. Mùa hè ấy, thì các bác nên dùng những chất liệu như đũi nhỉ. Các bác nằm nó rất là mát luôn. Đấy, nằm rất là mát, và đặc biệt đấy, bình thường ấy, ví dụ như là ban ngày thì rất là nóng, như ban đêm thì nhiệt độ nó lại xuống rất là thấp, nên là các bác vẫn cần có một chiếc chăn gọi là vừa mỏng đủ để các bác sử dụng cho em. Thì đây, một chiếc chăn đũi hữu cơ. Đấy, thành phần từ sơ đậu nành nhá. Sơ đậu nành rất là thân thiện an toàn với lại da nhá, da và cũng như là môi trường, và cũng như là cái chất nó rất là mát nhá, cái chất đũi sò rất là mát này. Đấy, và đây, tem mác đầy đủ luôn. Hàng này của nó là hàng của Hàn Quốc nhá, hàng Hàn Quốc đây này. Tàng mác các thứ ngon lành luôn. Giá nó chỉ có 150 ngàn thôi. Các bác nghe thấy cái chất đũi các bác biết nó mát nhà rồi, nó mát cực kỳ luôn và nằm rất thích luôn nhá. Và chăn rất to. Chăn của nó là vào 2m x 2m3. Cái này thì cái đợt mùa hè năm ngoái em bán kinh khủng khiếp luôn. Đấy, và bắt đầu nó vào dịp mùa hè rồi thì cái chăn này nó lại rất là hot hit nhá, vì nó nằm nó rất là vừa. Đấy, vì bình thường ấy là các bác hay nằm những cái con chăn to ấy. Đấy, những cái con chăn mà mỏng quá thì có khi các bác lạnh, mà những cái con chăn dày quá thì nóng, thì các bác mua cho một chiếc chăn đũi này về. Đấy, các bác sử dụng nhá. Đắp rất là vừa trong cái mùa hè này luôn, dùng cực kỳ thích, đặc biệt là mùa hè nhá. Giá của nó sẽ là đi 150 ngàn, kích thước là 2m x 2m3, rất to luôn. Các bác sử dụng nhà đông người, đắp nhà 2-3 người một giường thoải mái cho em luôn, và nằm rất mát đây. Đấy, rất đẹp luôn. Cái chất đũi này các bác nhìn, cái chất đũi này. Đấy, nó sờ nó mịn mà nó đắp rất là mát luôn, đắp rất là mát, nó không bị bí đâu. Đấy, thông thoáng tốt. Mà dòng này các bác giặt cho em thoải mái luôn nhá, giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, chất đũi và thành phần chính là từ sơ đậu nành nhá. Đấy, sơ đậu nành rất là an toàn với lại thân thiện với con người, cũng như là thân thiện với môi trường, và dùng rất là tốt luôn. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150.000 một chiếc. Chăn này chăn của Hàn Quốc nhá, chăn của Hàn Quốc rất xịn sò. Đấy, hàng này thì số lượng hạn là các bác nhá, không có nhiều đâu, vì nó bắt đầu đang vào mùa nóng mà, nên là hàng nó lúc nào hầu như cũng cháy hàng luôn. Đấy, bên em về cái lô này chắc được khoảng tầm vài chục chiếc thôi, không có nhiều đâu ạ. Đấy, và nhiều bác hỏi bên em là dòng chăn chiếu này thì có hàng cũ không, thì em can cái bác luôn là hàng bên em là hàng mới 100% nhá các bác nhá. Hàng mới 100% nguyên bịch luôn. Nên là các bác yên tâm nhá. Nhiều bác cứ bảo là sợ hàng cũ, thì em can cái bác là nhà em không bán những cái hàng chăn, hàng chiếu, gối các thứ là không bán hàng cũ đâu ạ, vì sợ lắm, dùng hàng cũ không biết đâu mà làm. Đấy, bên em bán cho bác hàng mới nhá, hàng mới chưa ai dùng, nên là các bác dùng yên tâm. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành, kích thước là 2m đến 2m3. Đắp vào mùa hè thì rất là mát và rất là phù hợp luôn. Đấy, đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa hè rồi, miền Nam miền Bắc bắt đầu đang đều vào mùa nóng mùa hè rồi, các bác đắp cho em cái dòng này rất là vừa, thích hợp trong mùa hè này. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá, 150k một chiếc, kích thước là 2m nhân 2m3, dùng rất thích luôn. Cái này thì chắc nhiều bác mua những cái đợt lô trước thì cũng có nhiều, một số bác hỏi cái đợt này, nhưng mà bữa trước là chưa về, thì hôm nay về rồi, thì bác nào mà chưa mua được các bác nhá, thì các bác có thể tranh thủ mà xem ưng thì chốt luôn nhá. Đây nhá, chăn thì khi mà em gửi đến các bác là vẫn còn nguyên trong bịch này, mới keng luôn này, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, chăn là mới keng luôn. Chưa hết hot, vẫn chưa hạ nhiệt, chính là dòng chăn hè đũi quốc dân này nhá mọi người nhá. Được làm từ dòng vải đũi hữu cơ đậu lành, vô cùng mềm mại và thoáng mát. Chưa hết, lớp bông trần ở bên trong là dòng bông hơi kháng khuẩn, cho nên tạo cái cảm giác cực kỳ êm ái khi sử dụng. Khổ chăn là khổ chăn kích thước 2m x 2m3. Và có một điều đặc biệt hơn là với cái chăn trần bông này, mọi người có thể yên tâm giặt máy thoải mái,
mà không sợ bị xù lông, không sợ bị vón cục đó. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này, nên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32 cm nhá, chảo rất to nha các bác nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các bác nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ, có đun nước bếp từ luôn nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế à, nhà sản xuất rất là cẩn thận là cho các bác kèm một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà rất rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc mà cái chìa cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này, nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Đấy, vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị đấy này, hay bị xước ra này. Đấy thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo đây, đi kèm cho bác là phần tay qua này thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy, về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy, lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay qua của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láng luôn này các bác. Và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài các bác nấu nướng được luôn. Đấy. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32 cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32 cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32 cm thì các bác sử dụng nhà đông người thứ cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây, bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được một phủ một lớp chống dính vân đá lên rất đẹp nhá, nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây. Và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này con này nói chung là nó không kén bếp nhá. Bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này, chảo Hàn Quốc đường kính của nó sẽ là 32 cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi, giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này, rồi là môi, rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài, còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vùng viết các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok thôi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá, đường kính 32 cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng, hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn 1,6 lít nhá, giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các bác nhá. 1,6 lít. Em mở ra bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này, còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh, sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng, công trình, công trường, và các bác mang cơm cho người bệnh các thứ rồi. Đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi là ok. Có phần quai xách nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc các thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây, sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000 lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120.000 thôi, bằng inox 304 nên các bác dùng yên tâm, rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá.
ca mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá, 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dòng dây thít, dây thít này, nhiều bác gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít thì hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá, dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá. Mã dây dài và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán đồng giá một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn. À, giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá. 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng thít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm. Tức là chiều dài của thít là 20 cm, và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá. 315 cái dây thít. Đấy. 250g dây thít các nhá. Đấy, thì tương đương vào là 315 cái, thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi mà được tận là 2,5 lạng luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy, mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250g luôn và vào 2,5 lạng đấy, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu, rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250g luôn, và một túi này được là 152 cái nhá, và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm. Một cái dây thít này là dài là 30 nhá, dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá, túi dây thít dài. Thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài, thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo nha, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì mình sẽ biết được bên nào là bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy. Bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố. Thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá, là 10k. Đây, cứ lên mã cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố như này, đấy một lố nguyên bịch nha, là 12 đôi nhá. Đấy, 12 đôi. Mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán các bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy, về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nha, nên các bác tay to tay nhỏ các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti này, các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng mà anh em thợ thuyền xài này, đấy, bê kính, bê kiếc, bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái thứ gì, các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon, bổ, rẻ, chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha, sẽ là bao tay lao động nhá. Một đôi là 10.000, còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây giá đây. Đấy, 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này, để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bóng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá, cái dòng pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc. Đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài, nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó thì đây mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok, pin này pin của hãng luôn nhá. Thì em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi. Giá rất là tốt và dễ mua luôn. 20k nhá, lên mã giúp em sẽ là pin 18650.
20.000 một viên nhá, để về các bác xài lắp đặt thiết bị này, rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị, ví dụ đèn pin này, một có thứ là nó rất hay dùng pin này, 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp dĩa Đức 10 chiếc này, lên mã em sẽ cái hộp dĩa Đức 10 chiếc nhá, để về các bác sử dụng ăn hoa quả này, nhà có khách có khứa này, rồi các bác sử dụng gia đình ăn hoa quả rất ok. Lên mã duy em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả, một hộp này là 10 cái dĩa luôn, mà giá thì vô cùng là rẻ bình dân, nó chỉ có 40.000 thôi các bác nhá, chỉ 40.000 thôi. Lên mã duy em sẽ cái hộp dĩa Đức ăn hoa quả nhá, một hộp là 10 cái 40.000. Đấy, giá rất hạt rẻ. Chất liệu là inox 34 nhá. Đây, một hộp này thì sẽ có là 10 cái nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, 10 cái về các bác xoả, thoải mái xài luôn, mua hộp này các bác xài anh em cả gia đình mình luôn. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là có khách khứa rồi các bác bình thường ấy, người ta cầm tay thì đôi khi rất là ngại. Đấy, thì ví dụ như là mình có cái dĩa này các bác để lên. Đấy, thì cảm giác là người ta ăn thì người ta cũng sẽ có dĩa này thoải mái tự tin hơn, dễ ăn hơn. Đó, đây, logo Willing này. Đấy, chất liệu inox 34 nhá. Một hộp là 10 cái, 10 cái dĩa ăn hoa quả này nhá, chiên để các bác ăn hoa quả và cũng nói chung là ăn cũng được khá là nhiều món đấy, cái này cũng rất hay. Một hộp này là 10 cái, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã sẽ cái hộp dĩa Đức 10 cái của Willing thôi nhá, đấy, hình logo hai người của Đức này. Một hộp là 10 cây, giá sẽ là 40k một hộp dĩa Đức 10 cây nha. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng cũng rất là hay về các bác sử dụng gia đình nhà mình nha. Đó, lên mã nha, cái bộ dao cạo lông nhá. Đấy, khi mà các bác mua cái bộ này thì sẽ gồm có là một thân dao và đi kèm đó là một cái hộp dao 10 lưỡi này các bác nhá, một cái hộp dao 10 lưỡi nha. Đấy. Về các bác chỉ việc xài thôi. Cái này về các bác có thể dùng, mình dùng để cạo lông lợn. Đấy, rồi cạo lông các thứ rồi. Cạo lông những cái đồ, những cái con vật mà các bác thịt ấy mà nó hay nhiều lông thì các bác mua về. Đấy, đi kèm là một cái hộp lưỡi dao này. Đấy, thì các bác chỉ việc lấy trong lưỡi dao này ra này. Đó, sau đó là các bác lựa các bác dắt vào đây. Đó, dắt vào đây. Đó, các bác dắt vào chưa? Đấy, khi mà các bác dắt vào nó sẽ nhảy, đấy nó như một cái con dao mà các bác hay nhìn thấy con dao này, người ta hay cạo cạo ở quán tóc ấy, người ta hay cạo, ví dụ người ta hay cạo cắt tóc xong rồi nó hay cạo các thứ râu ria đó bác ấy. Thì đây các bác nhìn này, đấy, nó giống như này. Thì về các bác dùng để cạo lông này, hoặc là mình có thể tỉa tót này, rồi là cắt xén một số cái đồ vật các thứ rồi đó, rất ok. Về các bác chỉ dắt vào nhá, và khi mà lưỡi cồn các bác bỏ ra, các bác thay lưỡi khác vào được luôn. Đấy, có thể thay lưỡi thoải mái luôn nhá. Đấy, đi đây một con dao tay cầm cán gỗ này, phần thân nó thân inox luôn nhá. Đấy, và đi kèm là một cái hộp 10 lưỡi này luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ cái bộ dao cạo lông nhá. Đấy, bộ dao cạo lông một bộ này là một combo bộ như này này là đi 30k nhá, 30k. Đấy, lên mã gì em sẽ cái bộ dao cạo lông nhá, 30k một cái bộ combo dao cạo lông nha, 30k thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là dao cạo lông nhá, 30k bộ, bao gồm là một thân dao và một hộp 10 lưỡi nhá. Sau phần tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 34 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Nó rất êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. Em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đấy, bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 34 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn này mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá các bác nhá. Vòi đơn V1 50k, inox 34 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em sẽ cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này anh em dùng hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá, nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy, thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào xem. Lắp vào đây. Đấy, gen xoáy mà. Lắp vào đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác
lấy cái phần núm lồi này nó và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá. Còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra, xúc cho em cái, hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái hất ra. Thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị thôi. Rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá, thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này rút ra cái lấy gia vị hất ra cái chà vào. Đấy, khi mà chà xong cái lại đậy kín vào, đó kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000. Lên mã giúp em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Cái khay đá silicone này lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá silicone nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã khay đá silicone này. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về này, bắt đầu đang vào mùa hè rồi, các bác làm đá làm điếc nhiều nó đi mua đi em cái khay đá silicone này. Cái khay đá này nó cũng như là những cái khay đá thông thường thôi, nhưng mà cái điểm hay của cái sản phẩm này là khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy. Đấy, thì cái phần dưới đáy nó này nó thiết kế là cái dạng silicone. Đấy, nó rất là mềm các bạn, rất là mềm. Nên khi mà các bác lấy đá các bác chỉ việc ấn lên này. Đấy, các bác ấn lên. Đấy. Cái này mặc dù các bác để trong tủ lạnh thoải mái nhưng không lo nó bị đông cứng nhá. Nó vẫn rất là mềm. Đấy, các bác chỉ việc ấn cái là đá nó sẽ nhô lên luôn, rất dễ dàng lấy. Và đi kèm là nó sẽ có cả một cái nắp nhựa này nữa. Đấy, để khi mà mỗi lần mà các bác có để chồng với nhau ấy, đấy để chồng nhau là nó không bị dính các khay vào nhau nhá. Đấy, nó không bị dính các khay vào nhau vì nó có cái nó có một cái miếng nhựa này nó đậy lên trên rồi. Đấy, nên các bác để trong tủ lạnh các bác có thể để chồng với nhau nhá, mà không phải là ví dụ bình thường là các bác không có khay là các bác có phải để dàn trải ra, vừa tốn diện tích mà lại không tối ưu được là cái không gian của cái tủ lạnh nhá. Nhiều khi các bác để được mấy khay đá chật bố rồi thì các bác mua cho em mấy khay này. Đấy, về là nó có cái nắp này các bác có thể để chồng nhau và khi mà các bác lấy đá ra nó rất là dễ lấy luôn nhá, rất dễ lấy luôn. Đây, cái này thực tế nha, mà cũng đang dùng một cái đây. Đấy, cái này thực tế nha, em đang dùng đây, cái khay này em vừa lấy trong tủ lạnh nha này, các bác nhìn này. Đấy, các bác chỉ việc ấn này. Đấy, ấn các bác ấn dưới đít này. Đấy, các bác ấn mạnh em dưới đít, đó là nó đẩy ngay các bạn. Đây, đẩy ngay. Đó, thấy không? Nó rất là dễ dàng lấy các bạn. Đấy, rất là dễ lấy nhá. Mặc dù đây này, đá em để trong tủ lạnh này con này nhưng rất là mềm nhá. Đấy, cái silicone rất là mềm. Đấy, ấn mạnh em cái này. Các bác cứ lấy hai ngón tay các bạn ấn dưới đít này, đó là lên ngay. Nó rất là dễ dàng lấy lên nhá. Đây này. Đấy, viên nào nó cũng dễ lấy lên luôn này. Các bác nhìn đó. Đó, đá em vừa lấy tủ lạnh luôn nhá. Đấy, vẫn còn đặc này, đó đây này, đó lấy ra rất là dễ luôn nhé, lấy ra rất dễ luôn. Đấy, nên là cái hay của cái khay đá silicone như thế. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay đá silicone. Đấy, bên em sẽ báo giá bác luôn. À, các bác mua lẻ một khay thì bên em sẽ bán cho bác giá sẽ là 20.000 một khay nhá, 20.000 một khay. Còn nếu mà các bác khi mà các bác mua theo combo là ba khay đá thì bên em sẽ tính cho bác giá là 50.000. Đấy, 3 khay là 50.000. Còn các bác mua lẻ một khay thôi nhá, mua lẻ một khay thì sẽ có giá là 20k một khay nhá. Đấy, mua lẻ một khay là 20. Còn các bác cứ lấy theo combo là 3 khay một thì sẽ có giá là 50.000 thôi nhá. Đấy, 50.000 cho 3 khay đá silicone. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay đá. Chất liệu là cái đế của nó là đế silicone. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng và hay thôi nhá, tiện dụng. 20.000 một cái, lấy theo combo 3 cái thì sẽ là 50.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng cà mèn này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèn hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèn. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèn hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Đấy, cặp lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá. Là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này. Đấy, đi làm hoặc là đi bệnh viện này, đi dân văn phòng, đấy, mang cơm mang nước đi làm, anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính nhá, đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ, đấy, inox 324 dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá, đấy, đinh tán này, làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn, đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm thì của nó sẽ có là hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này, hoặc là canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn, ví dụ thịt thà nữa vào đây, ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy, thì các bác xoáy gen vào đây nha. Của nó là dạng gen xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín luôn, rất kín nha. Đấy, các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng. Mà chắc chắn bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì ví dụ các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái
thì một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, là coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá, inox 304, sáng bóng, đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy, 1,6 lít nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã nhà em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít, rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy, dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn nhá, rất tiện dụng. Mang đi bạn ạ, ok. 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này. Lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị, rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn, 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy, chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ, ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy, để về các bác lắp vào nhé. Còn đây thì em quay nhanh thôi, thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra nhé. Đấy, tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo rung dính ấy là các bác xào, và các bác nấu các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ thì nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm cho bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải rơi khoảng tầm 10cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán giếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này, đây bên trong này, đó bên ngoài này, đó bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn, rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy, dùng hết luôn đây, tráng chống dính ngon lành, thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài. Đó thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này, các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy, dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá. Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32cm. Nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này. Ví dụ như khi mà các bác dán giếc các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này. Đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn nồi canh. Đấy, có vung viếc đậy vào. Đấy, đun nước các thứ nhanh sôi các nhá. Đấy, và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó, ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32cm nhá. Đấy, size 32cm, size to đúng không nhá? Size to đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất chất nhá. Phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó về các bác lắp đặt là xài thôi. 140k. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32cm nhá. Đường kính là 32cm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá các bác nhá. Đấy, băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy, 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này, để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy, từ to đến nhỏ ok luôn nhá. 100 miếng, hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy, ví dụ mua ngoài quán xá thôi. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn. Mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau, các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy, là khi mà gặp nước là rất là dễ bong như con này này.
cực kỳ ok luôn. Về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm. Đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gâu khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính đa các vết thương. Đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình. Đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm rồi luôn. Đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gâu hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại anh em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gâu nhá, băng gâu hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k, là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về các bác chỉ việc lấy cho các bác xài, hoặc là nếu mà không các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ, cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu mình lấy ra mình xài thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này, rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này, và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn. Bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy, các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy, mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy, 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống thấm nước cực kỳ tốt luôn, và rất chắc chắn, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu các thứ là đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó thì đây, quần này, quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần đó nhá, đây là quần này. Đó, quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm quá nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông được hết luôn. Đấy, mùa hè thì các bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét quá nhá. Đấy, đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây, ở phần tay nó có bo chun này. Đấy, nó rất là ôm tay luôn. Đó, rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây, khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo nha, nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe thứ rất nhiều những cái vụ đó, rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong cái bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây, có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác người thân về mặc sĩ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, à, cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá, mũ thì nó luồn về sau, nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt vàng sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ cho, của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn nhá.
ở một bộ áo mưa của Thú Phong nhá. 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này, lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây. Một hộp của nó nha. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Cái này các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn. Đây. Đó, quá đẹp luôn này. Đây. À, tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ này là 130.000 các bạn, chỉ có 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nãy rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Logo là cốt này cực kỳ xịn này, còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây. Mặt rất đẹp, đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cỡ xấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cỡ xấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà, biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó. Hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000. Một chiếc thắt lưng cá sấu vàng bao gồm là cả hộp và cả dây luôn là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn. Hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rơi khoảng tầm 150-200 rồi. Đây bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi. Nó chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290.000 nhá, 290.000, và bây giờ em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290.000 một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nhá, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt, không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây. Đấy, cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá. Đấy, cờ Mỹ này. Đó. Em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu. Thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu, đôi khi nó thiết kế nó hơi dị một chút. Thì đây, cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này. Đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off về này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này, em xoay bác con. Đó đây. Rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nha. Đây, made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đây là cái phần màng chắn gió, chắn bụi thứ này. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Đó, và đây, đi kèm thì sẽ có là dây của nó dài chắc là dây 5 mét nhá, dây 5 mét này, dây 5 mét, dây đây. Made in USA này, đó, made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập, chống rối nhá, dây chống gập, chống rối. Các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này, đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn, đấy, trong vắt luôn nhá, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối đây cho, đấy, cắm ở đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá, đấy, cắm cho đúng chân, đựa cắm đúng chân là ok. Đó, các bác cắm kêu tay cá là xong. Đấy, còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong. Đó, thiết kế rất chắc chắn. Các bác nhìn phần mic này, thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn. Đó, giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá.
bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt, đấy, âm thanh trong trẻo nhá. Và xịn chất lượng, nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn các bác mà thấy. Hát rất là hay luôn. Đó. 290k các bác nhá. Mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên luôn. Đấy, đầu tiên lên bán nhanh bác luôn. Đó là cái mã bóng tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn, hiện tại cái mã này bên em đang có giá là đi 90.000 một quả nhá, 90k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn có tích điện. Đấy, có tích điện rất là hay. Giá hiện tại bên em là gửi bác là 80.000 một cái quả bóng tròn tích điện này, cực kỳ là hay luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hàng của sản phẩm này thì sẽ là mới nguyên hộp. Cái con này rất là hay. Các bác ví dụ như là mất điện mất đóm này, hoặc là các bác hay đi ghe đi thuyền đi rừng đi núi đấy, các bác cần một cái con bóng để tích điện thì các bác mua cho em cái bóng này về nhá, dùng rất là tiện luôn, nó có tích điện sẵn rồi đấy, về thì các bác có thể sạc vào. Công suất của sản phẩm này sẽ là 120W nhá. Đây là cái nút nguồn bấm này, đấy bấm ở đây để sáng này, một nấc này, hai nấc này, sáng vừa này, ba nấc này, sáng nhấp nháy này, có cả nháy cảnh báo SOS nhiều công an này, rất là hay nhá. Đấy, rất nhiều chế độ sáng, con này cực kỳ sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây các bạn nhìn này, rất sáng nhá, 120W cơ mà, nên rất là sáng. Có phần móc đeo này, con này thì nó có cả cái tấm pin để sạc năng lượng mặt trời. Nếu mà các bác không sạc bằng điện lưới thì các bác có thể mang ra phơi nắng sạc được bằng năng lượng mặt trời chưa. Đấy, nhưng mà nếu mà sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm nhá, còn nếu mà sạc điện thì các bác sẽ thấy nó vào nhanh hơn, còn sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm. Đấy, thì đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc này, đó, một chân cắm vào đây. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V đó các bác nhá, nguồn 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cổng USB ấy, nguồn 5V đấy các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Và đi kèm rất là thông minh nữa là nó thiết kế thêm cho bác luôn là một cái tay điều khiển. Đó, 90.000 nhưng mà rất là chu đáo nhá. Có cả điều khiển từ xa luôn. Đấy, để ví dụ các bác có thể treo lên và mình có thể cầm cái điều khiển này các bác bấm nhá các bác nhá. Đấy, treo lên và mình dùng cái điều khiển này bấm về, các bác lắp cho em hai cái viên pin con thỏ vào đây này. Đó, lắp cho em hai viên pin vào, sau đó là các bác chỉ việc bấm thôi. Đấy, đây, on này. Đấy, bật này, tắt này, on này. Đấy, và ở đây nó có cả chế độ hẹn giờ này, 3 tiếng này, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, và chế độ auto này, chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đầy đủ trên cái điều khiển, rất thông minh luôn. Đấy, 90k mà được chọn bộ như này thì giá nó quá hợp lý luôn. Đấy, một quả bóng này, một cọng dây cáp sạc này, đi kèm là một cái điều khiển từ xa. Đấy, thiết kế rất thông minh, có thể bật tắt từ xa. Off này, on này, off này, on này. Đấy, và hẹn giờ các thứ trên cái điều khiển luôn. Rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện luôn nhá. Công suất là 120W nhá. Nếu mà các bác không dùng điều khiển thì mình có thể bấm cái nút ở trên thân của quả bóng được luôn. Đó, rất sáng luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Và rất là tiết kiệm điện luôn. Giá nói hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá, có kèm cả điều khiển từ xa để các bác sử dụng luôn. Giá hiện tại em đang bán là 90.000 một quả nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đứt 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt 3 cây nhá. Và em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đứt 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đứt em nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đứt 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này, đó rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói các thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này, nó rất vừa tay trường dao luôn, các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to. Đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác xào này chưa. Đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là
con này là thái bản to đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt quá nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nhá, sắc lắm đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn, thích cực kỳ đấy. Cái này em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn đấy, thì một bộ ba dao này đấy, mới nguyên hộp này có nhá, một con lọc thái này, một con thái bản to này, và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn đấy, là 130.000 một bộ này có nhá. Hàng của nó thì sẽ là mới keng nguyên hộp luôn đấy, mới keng nguyên hộp luôn nhá, hàng logo Willing này đấy, Willing hàng của Đức nhá, rất xịn sò chất lượng luôn, mới keng nguyên hộp. Bộ dao Đức 3 cây nhá, bộ dao Đức 3 cây 130.000 một bộ dao Đức 3 cây này nhá, 130k. Dạ, tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. À, ví dụ như khe cửa thứ to thì các bác bật điều hòa lên, cái khí nó thoát ra đấy, thứ nhất là nó không làm lạnh lâu, mà thứ hai nó tốn điện nhé. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng đấy, chuột dán nó hay chui vào, thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới đấy, để các bác dắt nó vào đây, nó có cái phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa đấy, thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân là thoải mái, một chiếc cửa rất là to rồi đấy. Còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi, thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đúng không nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá, 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa, nó là dạng bằng xốp nhá, bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, một cái lớp vải đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là đấy, tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra đấy, gây tốn điện điều hòa, làm là lạnh mất thời gian cái thứ rồi đấy. Các bác mua cho mình thành cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn đấy. Đấy, và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa đấy, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân mà, thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn đó. Một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi, giá rất là rẻ bình dân, mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn, về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn với nhá. Đây các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác dắt nó vào đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này đấy, đấy rất là sạch nhá, rồi ví dụ như là côn trùng chuột dán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn đấy, rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình đấy, phòng ngủ, phòng khách, những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào đấy, chỉ việc cho vào đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa, một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái bộ điều khiển từ xa này đấy, bộ điều khiển từ xa này giá đi siêu bình dân là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi đấy. Trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000 đấy, rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ, để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100m nhá, giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này đấy, về các bác đấu dây vào đây, và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi đấy. Điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn đó. Đây, còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào đấy, thì các bác nhìn cho em, giúp cho em số này 1 2, thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào, vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các bác nhá. Đấy, để về các bác xài. Con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC
là 220, tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A nhá các bác nhá, 30A, nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc thứ, rất là mất thời gian nhá. Đấy, bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá, lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa khoảng cách là 100m nhá, điều khiển khoảng cách xa nhất là 100m nhá, giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về, bữa trước thì đang bán hết hàng, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đâu hết đấy các bạn, nó đắt hàng dã man luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét, các bác cùng em kiểm tra thực tế nhá. Lên nào, với khoảng cách này là 10m này, em bật cho các bác xem này, on này, đấy và ập đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng ấy kìa, thì em bật cho xem này, đấy bật này, bóng đèn sáng này và gì ạ, tắt đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150m rồi, các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này đấy, và em mình ở nút tắt này đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ, các bác nhìn mình phải dơ cao lên đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ, về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này, và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm đấy đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào dưới em, 2 nguồn vào có nhá, 2 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100m nhá, điều khiển rất đẹp luôn. À, bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100m nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã nha, thấy cái bộ keo gốc nam châm hàng của Kabushi nhá, hôm nay thì hàng tiếp tục về, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá, về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá, để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ rồi các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn, con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này, nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm, hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau, em xách chiều em xách lên mấy cái nên nó đang dính với nhau đây, các bác nhìn nó hút nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá, đây nó dính chặt lắm. Đấy, đó đây không, đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc thôi nhá. Đấy, đây dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm mình keo góc ví dụ keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Cái con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc nam châm. Bên em đang gửi bác một cái keo góc nam châm này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí làm nghề làm ngủ các thứ rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc nam châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc nam châm. Đấy, keo góc nam châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác keo những cái con góc vuông này. Đấy, góc vuông 90 độ không nhá. Đấy, 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng các bác keo này, đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây, các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, keo những cái góc vuông, góc 45 độ giờ quá là ok luôn, đỡ phải căn keo nhiều, dùng cái con này các bác keo xem. Đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã cho em xem cái keo góc nam châm, hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc nam châm nha. Sắp phích điện âm này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy đi ạ. Cái phích cắm âm này rất là hay, tại vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này, đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây mà đôi khi là các bác
cắt những cái đầu cắm rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn ấy đi, cắt ra để các bác nối vào dây nguồn, nó rất là phí đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển đến chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác, nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về đấy, về thì các bác đấu trực tiếp vào cái dây nguồn đấy, vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp lên nha. Đó, cắm trực tiếp vào cho, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương. Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm thôi nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng, nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái lốc ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm nhà, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy thì một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một, đấy, 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá, 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm của nhá, phích điện âm này. Phích điện âm. Đấy, phích điện âm. Âm nhá, cái này nó là phích âm nhá. Giá sẽ là 10k nhá, mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá. 3 cái thì sẽ có giá là 20.000. 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm. Đó thì nguyên lý vận động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công, mất thời gian đấu nối rồi, thì các bác mua cho cái này về. Chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn, nó có nguồn điện cái, các bác cắm cái thiết bị điện vào. Đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Đó, dùng những thiết bị nó một phích, ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi. Đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi, thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong. Xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá, 3 cái là 20.000 về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây này thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không, dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây, đợt này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamato này. Đấy, hàng bãi của Yamato rất là xịn luôn. Một hộp này là đi 10 lưỡi nhá. Một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này. Nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén. Dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu. Lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamato nhá, Yamato. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 đúng không nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn, thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000, và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn, nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây các bác lấy 5 cây dao giấy nhá các bác nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha, thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây cũng nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, một cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy thì nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá. Một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật,
Yamoto này, Yamoto hàng vẽ nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Giá rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều ạ. Đó, và hôm nay về được cái lô này, hàng rất ok luôn. Đó. À, bắt đầu đang vào mùa muỗi này. Đấy, muỗi rất nhiều, miền Nam, miền Bắc, đấy, miền nào hiện tại cũng đang rất nhiều muỗi nhá. Thì các bác sắm ngay cho em một cái con máy đuổi muỗi của Hacker này. Đấy, con này đuổi muỗi rất hay luôn. Đó thì một cái bộ sản phẩm máy đuổi muỗi này sẽ có giá là đi 60k nhá, 60k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker nhá. Máy đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó chỉ có đuổi muỗi chứ không diệt được muỗi ạ. Đấy, nó đuổi muỗi tránh xa khu vực mà khi mà các bác bật cái đèn này lên thì nó sẽ tránh xa ra. Đấy, ví dụ các bác có thể là cắm trong phòng ngủ này, rồi là phòng khách, những cái chỗ nào nhiều muỗi mà các bác hay làm việc rồi là ngủ nghỉ ra thì các bác cắm vào đây. Đấy, nó sẽ đuổi sạch muỗi đi nhá. Cái này thì hàng của nó không mùi nhá. Đấy, không mùi, không vị và rất an toàn với con người nên là có yên tâm nhá, dùng thoải mái luôn. Đó, một cái máy đuổi muỗi Hacker này giá của nó sẽ là 60k một máy nhá, 60k một máy. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái lọ tinh dầu để về các bác dùng thêm thì hiện tại em đang bán thêm một cái lọ tinh dầu như này là 20k một lọ nhá, 20k một lọ tinh dầu này. Một lọ tinh dầu này dùng được là 480 tiếng nhá. Đó, con này đuổi muỗi rất là nhạy luôn. Những cái chỗ nào nhiều muỗi là các bác cứ cắm cho em. Đấy, bắt đầu là giờ chập tối, bắt đầu có muỗi thì các bác cứ cắm cho em. Đấy đi đây. Một cái bộ máy này thì máy đuổi muỗi này sẽ có là một máy nhá, một thân máy này. Đấy, một thân máy, dây nguồn. Sử dụng trực tiếp nguồn 220 nhá, các bác cắm vào. Đấy, sau đó có bật công tắc lên. Đấy đây, ở đây nó có công tắc này. Đó, các bác bật cái công tắc này lên. Là các bác xài thôi. Đấy. Và đi kèm là một cái chai tinh dầu nó có sẵn ở trong này rồi. Đấy thì một bộ đây là một máy và một chai tinh dầu, một bộ như này là 60.000 rồi các bác này. Đấy, một bộ như này là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác dùng thêm thì một lọ tinh dầu này đang gửi bác là 20k nhá. Đấy, 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Còn một cái bộ máy đuổi muỗi là một bộ như này là 60.000 thôi nhá, 60.000. Cái này thì đây về rất dễ xài. Cắm trực tiếp vào cái điện 220 cho em. Đấy, sau đó là các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, lấy cái chai này ra. Đó, xoáy em cái nắp này ra. Hướng dẫn các bác xài luôn nha. Đó, sau đó các bác lắc đều nha. Và các bác xoáy nó vào đây. Đấy, xoáy vào đây. Thì đây nó đã có sẵn cái bấc của đấy nhá. Cái bấc của đấy thì các bác bật công tắc lên thì ở trong này nó sẽ có cái mai so nó đốt nóng thì cái phần bấc nó sẽ nóng lên và nó sẽ bốc cái hơi lên. Thì khi mà con muỗi nó ngửi cái hơi này nó sẽ chạy xa này. Nó sẽ tránh xa khu vực mà các bác thắp đèn lên. Đấy, thì lên mã giúp em sẽ là cái máy đuổi muỗi Hacker, một bộ là một máy và một chai tinh dầu có sẵn thì là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm một lọ tinh dầu hoặc là hai lọ tinh dầu hoặc là nhiều, mua thêm nhiều lọ để về các bác xài thêm thì một lọ tinh dầu này là 20k một lọ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây, một hộp này sẽ gồm có là 5 chai, 2, 4, 5 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái dạng nước hoa. Đấy, như nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai là nó là chiết xuất đặc 100% luôn nên là thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy, cái này thì các bác có thể là xức lên quần áo này, để xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là sức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra sức châm một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi là nó rất là thơm luôn và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này các bác nhỉ. Đấy, nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá. Thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các lăn vào. Đấy, và lưu hương thôi nhau nhá. Mùi hương thơm lâu. Đấy, thơm. Đấy, mở ra cái rất thơm luôn mà còn chưa lăn nha, nhưng mà mở ra cái nó rất là thơm rồi. Đấy, hàng made in Dubai này. Nguyên hộp này luôn. Đấy, đằng sau này. Đấy, mã code QR nhá. Đấy, made in UAE. Đấy, rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này. Lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy, một lọ này là một hộp này là 5 lọ. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá. 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả tarot trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này, 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp này. Đây. Đấy, dòng này nó là dòng dạng thép gió nhá, phủ một lớp titan, siêu sắc luôn. Đấy. Vừa khoan vừa tạo tarot bên trong nhá, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin các thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì
5 mũi nhá, 5 mũi này. 3 4 5 6 8 10 nhá, 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá. Rất là hợp lý luôn. Một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ. Lên mã giúp cho em sẽ cái bộ taro đen trong nhá. Bộ taro đen trong. Đấy, một bộ này là 100k. Đấy, một bộ 100k nhá, 5 mũi nhá. 3 4 5 6 8 10. Đấy. 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo taro lên trong, đầu chân lục giác, về lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay em ok luôn. Đấy, rất đẹp. Đựng trong hộp hiếc ngon lành nha, là 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông. Một cái cuộn thiếc 100g như này, bên em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, 100g. Giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ có 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác đang bán khoảng tầm 60-70.000. Đấy, bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra cuộn này không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng chịch với nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc mà nhiều lắm đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái cuộn thiếc 100g nhá, 30k. Đó, rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ anh xinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít đó, thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k các nhá, 10k một cái hũ nhựa thông nha. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi, một cái hộp nhựa thông này các nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A các nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa cuốn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ chế đạc các thứ rồi. Ở đây 23A 12V các nhá. Đấy, thông số của nó 23A 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây. Âm đây, dương đây nhá. Đấy đây. 23 12V về lắp vào điều khiển remote nhá, điều khiển từ xa rồi là điều khiển cửa cuốn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá, 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V, đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá, đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá, 10k một viên pin nha. Cây nhíp kẹp này, đấy, cây nhíp kẹp của Vtut này. Cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy, ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho mấy nhíp này các bác kẹp ra, rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho em cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này đó, những sợi chỉ này đó, thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng đó. Một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của Vtut này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhé. Lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện thứ ra, 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân. Lên mã cho em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, à vân đá lên rất ok. Một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao siêu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá. Mã của nó sẽ là S1. Giá của nó sẽ là đi
30k nhá. 30k một cây cây dao sưu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về sưu tầm, mua về sử dụng. Cắt thái lý cho em rất ok, sắc bén lắm. Đây. Hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh. Chiều dài rơi khoảng tầm 20cm nhá. Đấy 20cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh có cả cái bao đựng này. Nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. À, dao sưu tầm S1 nhá. Giá đang gửi bác là 30.000, một cái cây dao sưu tầm S1 này chỉ có 30.000 thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này rất ok. 30k một cây. Dao sưu tầm S1. Đó là cái cây dao SA78 này. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó đây. Mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Colombia của Mỹ nhá. USA này. Đấy, cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn. Đấy, hình mặt sói. Con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá. Đây, hàng liền thân luôn này. Tay cầm có ốp gỗ 2 đinh tán đầu. Đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu, bo cuối hết luôn nhá. Khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay. Đấy, các bác mang đi rừng đi phượt này. Đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này. Mình có một con dao vừa chặt vừa thái này. Đấy, rồi là anh em mà sử dụng mua về chơi, sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tầm nhìn rất ok. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Đó, 250.000 các nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78. Giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k. 250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy, thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này. Đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhá, không lo bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo vào bên hông nhá. Đấy thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k có nhá, 250k, bao ship tận nhà luôn. Rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa. Quá đẹp luôn, sáng choang luôn. Rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá. Lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó. Hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó đây. Cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể chắc nó rơi khoảng tầm 30cm. Cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30cm nhá, 30cm. Mã dao SA78 nhá. 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hàng mới đến shop vừa mới về xong. Đấy, bữa trước thì cũng nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục lại về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mã hàng là bật lửa đồng hồ nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Bật lửa đồng hồ này sẽ có giá là 90.000 một cây nhá. Bật lửa đồng hồ. Đấy, bật lửa kiêm có cả đồng hồ luôn, rất là hay. 90k một cái bật lửa đồng hồ này, 90k một cái. Đấy. Con này thì các bác về các bác chỉ việc bơm ga và dùng thôi. Đấy, hàng mua về sưu tầm này, mua về làm quà biếu tặng này, nguyên hộp rất đẹp luôn. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ này. Đó. Đây, hộp chiếc rất đẹp nhá. Đây, đẹp từ hộp này. Còn đây là sản phẩm chính nhá. Đó, một con bật lửa nhá, kiêm với lại cả đồng hồ, rất ok. Đây. Đây là cái phần công tắc để các bác bấm bật lửa này. Đấy, các bác bấm này, con này nó có đánh lửa tự động luôn nhá. Đấy, các bác bấm là tự động là nó sẽ đẩy lửa lên. Đấy, thì về là các bác bơm ga lên trong. Đây là cái lỗ bơm ga nhá. Đấy, kiêm chỉnh to nhỏ luôn. Về các bác bơm ga vào đây nhá. Đấy thì hàng này thì hiện tại là nó chưa có sẵn ga đâu. Về thì các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, về các bác tự bơm ga và là các bác xài. Còn hiện tại là chỉ có bật lửa không thôi, không có ga nhá. Đấy, và đi kèm nó có cả đồng hồ, các bác nhìn đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá, rất ok. Đấy thì ở đây nó có cả cái nút chỉnh giờ này. Đấy, chỉnh giờ. Đó, thì các bác xoay nhau vòng này, khi mà chỉnh đúng giờ thì các bác bấm cho em cái. Đó là nó sẽ chạy luôn. Đó, mặt la mã lên nhìn rất đẹp luôn. Đó. Đây, bấm ở đây là nó sẽ lên lửa này. Đấy, bấm lên sẽ lên lửa, mà khi mà đồng thời các bác bấm thì tự động cái phần đèn của đồng hồ là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, phần đèn đồng hồ nó sẽ sáng lên như kiểu một chiếc công tắc nhá, rất là hay luôn. Đó, vừa là một chiếc hộp quẹt bật lửa này, vừa có mặt đồng hồ để các bác chủ động xem giờ giấc nhá, rất ok. Đấy, mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng cho em này, rất là hợp lý luôn. Giá thì sản phẩm hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ luôn. Thì chọn bộ sản phẩm bật lửa đồng hồ này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Đó, rất là đẹp luôn. 90k một chiếc bật lửa đồng hồ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore. Hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà
xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây, đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì là hàng sách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này đây. Hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp rất là xịn. Đây, bóc cho bác một chai này. Mùi thơm này, nóng nhá. Đấy, mùi thơm và nóng. Đây. Hàng giấy tờ đầy đủ này. Đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này. Đó, đây. Có thấy không? Đây này. Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy. Hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên các bác yên tâm. Hàng này của nó là hàng hai nắp nhá. Hàng hai nắp thì thiết kế rất hay. Đấy, chống chỉ định ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở, các bác ấn cho em xuống này, ấn cho em xuống. Ấn xuống. Đấy, sau đó các bác xoáy. Các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh. Ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra. Đấy, nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá. Đó, vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng hai nắp, đấy, chống trẻ con nghịch. Đó thì đó, thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra. Đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng. Hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore. Đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore, nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn. Đó, rồi. Báo giá bác luôn nhá. Hiện tại bên em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem bảy màu nổi lên này. Đó, hàng chuẩn chính hãng này. LAUSA này. Đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xuất đi Mỹ rất xịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái dòng mũ ấy này, cái dòng mũ mũ này gọi là mũ tai bèo hoặc là mũ chống nắng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là mũ tai bèo hoặc là mũ chống nắng đều được. Đấy, em còn khoảng tầm 5-6 cái nữa, em hôm nay cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Đấy, báo giá bác luôn. Bữa trước thì đang bán một cái mũ này là 50.000, hôm nay em còn khoảng tầm 5-6 cái em xả luôn bác, chỉ còn có 30.000 thôi. Con này thì cái phần vành mũ rất là to. Đấy, các bác đi chơi này, đi du lịch này, các bác đi làm này. Đấy, đặc biệt là làm ngoài trời cần một chiếc mũ mà cái phần vành nó rộng này, mà thứ hai là thiết kế nó có phần lưới độ đầu này. Đấy, vừa thoáng mát nữa. Và cái phần vành mũ mà nó to ra thì nó che được cái phần tiết diện của mặt các thứ nhá. Đấy, mặt rồi đầu nó đỡ bị nắng ạ. Đấy, có cả cái phần dây, rồi là cái phần thít này. Đấy, dây rồi là cả cái khóa hãm này. Đấy, các bác đeo và không lo nó bị gió máy, nó không lo nó bị bay mũ nhá. Đấy, mũ thiết kế toàn bộ 100% là cốt tông, độ cực kỳ mát. Và đây đặc biệt này, nó có cái phần lưới này này. Đấy, phần lưới các bác độ rất là thoáng nhá. Đây, bên trong này hàng hai lớp luôn, các bác đội không lo nó bị dính tóc vào đầu đâu. Đấy, đội nó rất là mát, đội rất thích luôn. Đấy, cái này thì em bán giá hạt rẻ, bán thanh lý cho bác nhanh thôi, 30.000 đúng nhá, 30.000 một cái mũ. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ tai bèo hoặc là mũ chống nắng đều được nhá. Đấy, 30k một cái mũ tai bèo hoặc là một cái mũ chống nắng này, 30k một cái. Đặc biệt là bắt đầu đang vào mùa nắng này. Đấy, các bác đi làm này, đi chơi này. Đấy, đi du lịch cũng cần một chiếc mũ nha. Đấy, đi du lịch cũng ok luôn, rồi là đi chơi mình đi làm cũng được luôn. Đấy, đi làm ngoài trời các bác đội cho em. Đấy, rồi là các bác ở nhà mình hay đi ra ngoài đi chợ đi búa rồi là đi làm vườn tược rồi. Đấy, các bác đội vào cũng ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái mũ tai bèo, mũ chống nắng, em còn khoảng 5-6 cái xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ còn có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 một cái mũ tai bèo, một cái mũ chống nắng này, 30k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Hàng rất dày dặn chắn nhá, vành mũ to, che được cái phần nắng rất là tốt luôn nhá, 30k một cái nhá. Và tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn, đó là cái móc khóa titan này. Em còn ít nữa em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã cho em sẽ cái móc khóa titan nhá. Xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một cái thôi, 10k nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Nó gọi là cái móc khóa titan, chất liệu của nó là bằng titan. Titan thì có biết về cái chất liệu rồi, siêu cứng, siêu nhẹ, đấy, và siêu bền nhá. Đấy, nó còn cứng hơn cả kim loại sắt thép luôn. Đấy, dòng titan này thì người ta hay dùng để làm cánh máy bay, là có biết chất liệu nó nhiều. Đấy, nó rất là cứng nhưng mà bù lại nó rất là nhẹ, đấy, không nặng. Đấy, siêu cứng nhưng mà lại siêu nhẹ nhá. Đấy, và đây cái này thì chuyên dùng cho dân du lịch này, dân phượt này. Đấy, dân phượt, dân leo núi, dân cắm trại là hay dùng cái móc này. Đấy, cái móc này tại sao nó gọi là cái móc đặc biệt thì đây, các bạn nhìn này, bình thường thì nó là một cái móc khóa bình thường nhá, như bao chiếc móc khóa khác nhá, nhưng mà khi đây, khi mà các bác siết cho em cái con ốc này vào thì nó sẽ khóa cứng vào luôn. Đấy, có thấy không, khóa cứng luôn nhá, không có di chuyển hay nhào nhá, nó sẽ cứng
nó đóng cứng đi luôn. Đấy, con này mới gọi là chuẩn móc khóa này, chứ còn bình thường các bác mua ngoài chợ thì nó chỉ có như này thôi. Đấy thì nó gọi là cái móc thôi ạ, chứ không phải là móc khóa. Đây, đây mới là chính xác là khóa thực sự này. Đấy, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa nhá. Đấy, chuẩn là móc khóa, chất liệu titan nhá. Siêu cứng, siêu nhẹ nhá các bác nhìn này thôi, nhu cầm nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy các bác mua về móc đồ, móc khóa các thứ, là thậm chí là xích chó thứ cho đây cho em ok luôn. Chỉ có 10k một cái nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Lên mã sẽ cái móc khóa titan 10.000 một cái. Tiếp theo thì em lên về tiếp cho bác cái mã gen con nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gen con nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít ít một không, thì nhiều người, nhiều khi các bác mà dùng không hết. Đấy thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá, 10.000 bó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gen con nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gen co nhiệt nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá. Thay kiểu dạng băng dính điện các thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gen co nhiệt nhá. Đấy các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây, một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi. Về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000. Một cái combo 5 sợi gen con nhật đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gen con nhật nha. Thì sẽ có giá là 10.000 thôi các bác nhá. Giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy. Một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn. Giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó là chạm thả mã rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít, bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thả mã luôn rồi. Đó, một bó gen con nhiệt đó, hoặc là một combo 5 sợi gen con nhiệt này là 10.000 một combo nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ giờ. Các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác xịt vào chi tiết máy nhá, cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp, cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu xịt nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình phịt dầu phịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. 40k một cái nhá, bình xì dầu nhớt 40k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ bóng đèn 3W này. Lên mã em xem cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W. Bên em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 3W này với giá là sẽ là 10k một quả này. Cái này thì cái công suất nó rất là nhỏ. Đấy, công suất nó chỉ có 3W thôi nên là cái tiền điện nó rất là ít. Đấy, phù hợp cho ví dụ các bác lắp ở đầu cổng, mình thắp qua đêm hoặc là các bác lắp ở đường đi đối lại, những cái chỗ vị trí mà ánh sáng không cần quá là sáng, gọi là đủ sáng để các bác sử dụng thôi. Đấy, không cần quá sáng thì các bác lắp cho em quả này, vừa tiết kiệm điện mà dùng rất hay, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, con này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nha, nó 3W thôi khá là sáng đấy và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, sử dụng là điện 220. Đấy, bên em thì sẽ có hai mã màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào các báo nha. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đèn 3W, bên em đang bán cho bác là một quả này chỉ có 10k một quả thôi. 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá. 10k một quả, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 10k một quả bóng đèn 3W nha. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác
đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chắc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này, cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm cho bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to. Đó. Túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc. Đang gửi bác là 80k một túi nhá. 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá. Các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá. Rất dễ uống luôn mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món lắm, nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá. 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha.
đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá, nó kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này, đấy một cái thanh báo pin đó, và đây là cái phần công tắc này, đấy công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá, đấy một cái chân sạc, một cái chân sạc, chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình, đấy có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn, đấy cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này, đấy để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic, đấy hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy một dạng đèn pin đa năng, đấy cầm tay, rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi gần 10 cm nhá. Đấy khoảng tầm 10 cm, bản rộng khoảng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy nháy cảnh báo rồi nó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây, đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi, xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này. Bịt cao su, chống sốc, chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy sáng rộng sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy,
sáng kinh khủng, mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá, đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng về cái dòng đèn pin này, bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái, các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên, đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.